Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với những tin tức đáng chú ý trên báo nghệan.vn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Ngoại giao vừa phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Các tham luận tại hội thảo khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc và truyền thống ngoại giao Việt Nam, tinh hoa văn hóa của nhiều dân tộc phương Đông và phương Tây cùng kinh nghiệm ngoại giao thế giới. Tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng văn hóa trong ngoại giao và những cống hiến to lớn của người cho nền văn hóa nước nhà và nền văn hóa nhân loại đã được toàn thế giới công nhận. Liên đoàn Lao động Nghệ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý, thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ngã tư đường Lê Mau kéo dài và đường Ngô Đức Kế, ngã tư đường Phong Đình Cảng, Nguyễn Hữu Ánh, Hoàng Thị Loan từ lâu đã là những điểm nóng về tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh. Hàng ngày, lưu lượng các phương tiện qua đây rất lớn, nhất là vào các giờ cao điểm gây nên tình trạng ách tắc. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã có quyết định phê duyệt công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại hai ngã tư tử thần này. Công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3,9 tỷ đồng trích từ ngân sách thành phố Vinh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Đặc biệt, hệ thống đèn tín hiệu được trang bị các tấm pin mặt trời để đảm bảo hoạt động bình thường nếu xảy ra sự cố mất điện, giúp giao thông được xuyên suốt 24/24 giờ. Hiện đã cơ bản hoàn thiện công tác lắp đặt và đưa vào hoạt động.